lên không? Không đánh, không đánh, không đánh, không đánh. Ê, 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 tao quýnh mày nè, quýnh ra, quýnh ra. Không đánh mày, coi chạy luôn đấy. Không má mày, mày lên mày. Không có đánh không? Không đánh không? Không có, không có. Quýnh mày, không đánh không? Không đánh mày, mày bực. Mày là út thân mày. Tao nói không đánh mà. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Nãy rồi, mà biết nãy mà. Em biết nãy đâu rồi, đây, đây. Đứng đây nè. Nó nhắn tin cho ngoại này. Đó em khổ. Bây giờ khổ gì? Mày lấy tiền tao, mày cầm xe. Đấy ấy rồi. Cho lên xe đi, xe cho. Xe lên, xe lên, xe lên. Dẫn xe lên vô anh Tư. Đứng đây anh Tư. Mày lấy rồi. Có anh Hải. Đúng rồi, nói không đánh rồi. Em xin lỗi. Nói không được đánh. Cảm ơn em. Người ta sai thì em là đánh. Cái dân này nè. Không có cái này em đi. Không em không quen biết em luôn, còn tự nhiên biết em luôn, không có vụ. Em biết. Ông nói dốc như sao đâu biết người ta biết ông được. Không được, em này có chạy. Đi đường đi. Em đi làm cái khí rồi. Đây là mấy xe rồi. Bây giờ lấy mấy cái xe rồi. Em làm cái khí giờ em mới nhận rồi. Anh em anh có để em nói xin lỗi rồi nói là 10 ngày. Khổ quá. Bây giờ này tôi hỏi ông tên gì? Em là Phạm Đông Quang. Rồi ông nhiêu tuổi đâu? Em nay 41 rồi. Nguyên quán ở đâu? Em ở tỉnh. Ở đâu? Ở tỉnh đó. Tỉnh nào? Tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang đúng không? Rồi. Bây giờ ông biết ông tội gì không? Không đánh, không đánh. Thì đó em nói, em nói với anh Lữ rồi, em nói là em chấp nhận em mượn. Mượn cái này kia cho sáng đi. Bây giờ tôi hỏi ông này. Ở đây là câu làm thế này. Đây ông đi ra đây, ra cửa quán này. Ông đi ra, ông đậu xe đi. Ông đi ra đây. Ông thấy cái xe lên chưa? Ông đi đây. Ông đi đây. Em nói rồi, em nói em chấp nhận. Ông đây cửa quán. Ông không chạy nha, tôi nói trước. Em muốn chạy, em nói chấp nhận. Nói trước ông mượn. Ông đi ra. Đi đâu đó đi. Đi ra đi. Ông đứng đứng đây chỗ này sáng có chuyện. Bắt ông chạy ở mấy tôi can rồi ông đi đây. Không em chạy em chạy. Em chấp nhận. Đứng đây nè, đứng đây người to nè. Người to đứng đây nè, anh công ơi. Đứng đây nè, đây nè. Đây đứng em biết hồi nãy em xin anh khen không cho đánh em hay em biết anh lâu hồi nãy anh giải cứu nhiều người em biết em biết mà nhiều mấy mà em hứa không có đi trộm xe nữa nha em biết em giờ em hứa đi không trộm xe em hứa là không em nói làm cái này em là em khổ chứ công an ở bên đó là nó điều tra nó là xét bên em là em lấy mấy chiếc em lượm không có em không có sao nói vậy rồi làm có quen với Lữ anh em làm trong nghề đó em nói là em mượn chiếc có nhà có nhậu nhẹ em chọn mấy chiếc rồi không em có này em mượn chiếc đầu cây vâng đúng rồi chọn chiếc đầu cây vâng đúng rồi nó mẹ đi chứ đừng sao mày không trả mình không trả người ta thì đó em nói là có nhắn tin em điện em nói là Lữ anh khổ anh mượn anh lỡ chơi mà chọn bạn xe chọn xe em đỡ nghe bạn bè chơi số anh nãy em đỡ chơi số ở vậy đây chơi số là em không không em lỡ nghe là bạn bè chơi số em cua em mượn mình nói là đi làm em trả em nói bây giờ mình chấp nhận trả xe chưa? Nói em giờ em biết giờ em chấp nhận trả xe em bây giờ em nói khổ. Bây giờ anh hay là công an nói. Ông bị hại lấy kêu em lại sao? Vợ con anh em nói giờ vợ. Kêu em lại sao? Nó anh nói giờ chấp nhận. Ông nói sao? Ông bây giờ cái anh xin lỗi anh nói là bây giờ cái hứa quen rồi. Bây giờ con Hải này em nói nhất. Cái nhất lúc đó xuống là anh mở miệng dưới em như thế nào? Anh mời em đi nhậu. Thì đó anh em mình là rồi anh nói là anh bao. Rồi, tại vì chầu đầu em đã trả rồi, đúng rồi. Anh bao lời tại sao rồi xong xuôi tại sao mà đang nhậu à mà anh đi tiểu rồi tắt xe mi luôn không nói một tiếng nào thì đó anh nói là anh mới điện là anh đâu anh điện cho anh đâu anh đâu cho em nói có lấy xe đi hả tự lấy xe đi không nói trộm được nha em nói nha tin anh có nè đây anh cần tự lấy xe đi là trộm hiểu nhưng mà xin lỗi ca mày tự lấy xe đi mà trộm giờ này mày nói nè nói đi giờ mày nói nè giờ mày tự lấy xe đi nói đi nó ca em anh tự lấy xe tự trộm xe của anh bây giờ em xin lỗi vậy từ tăng hạ nói giờ em nói là anh em nói hạ đâu đâu anh em làm chung anh em gì anh em đâu bây giờ anh nói với giữ nữ gì nè nói là lỡ là anh em mình lỡ rồi chứ là lỡ đi lỡ đi lỡ hát họ như nhậu gì anh em á nói được quen ông đứng kế ông nói chuyện nào ông đứng kế được anh em nói khai báo lỡ đi xe quay lại ông quay bây giờ anh nói đầu đuôi rõ ràng cho mọi người nghe đây là tình huống hôm bữa thì sao anh nói thật sự lúc rõ ràng là có mượn hay là lấy xong rồi mượn và chặn tin nhắn rồi bây giờ là anh nói gì nè anh nói rõ ràng cho người biết đi là lúc trước á là anh em có nhậu nhẹt nhưng mà sau này anh nói anh em đã đi cà phê nó anh mượn theo của em xong rồi anh đi anh là anh không nói nhưng mà anh chặn anh ủa đâu đã không nói thôi là mượn để nó hết rồi anh mới chạy xe anh mới nói dữ ơi anh mượn xe đi anh khổ quá anh lỡ chơi anh nói hứa em là đúng 10 ngày anh trả
anh nói em rõ ràng, anh khổ anh đi làm. Ủa tại sao em kêu anh alo lại đó chuyện rõ ràng, anh không alo mà anh lại chặn hết tin nhắn thì đó anh nói, anh nói là xe của em anh không có cầm cố không, anh chạy rất là kỹ, anh làm đàng hoàng, anh đổ mới đổ xăng luôn. Bây giờ nè, tự anh cảm nhận trong tin nhắn của em nhắn cho anh đó, anh đã chặn nhưng mà em vẫn nhắn anh là em có cho anh hai cơ hội không đó anh, bây đó, anh nói rõ mọi người biết đi. Thì anh nói là chung em đã cho anh hai cơ hội để hoàn lương rồi chứ hai em không cho đâu đó bạn đó. Ông chủ xe đất xe đây, ông chủ xe đất xe đây, ông đi làm mười ngày, con hứa với anh là 10 ngày em trả. Bây giờ tôi hỏi ông này nhé, bây giờ mình nói chuyện là lịch sự. Anh em đây cản không cản là người ta có ngồi. Bây giờ này, ông thấy ông như vậy là sai đúng. Dạ anh gấp, em biết em sai. Sai chưa? Dạ biết. Mình lấy xe của người ta đi bao nhiêu ngày rồi? Em chạy cho nó nói là 10 ngày mà chưa được 10 ngày. Chưa được 10 ngày nhưng mà đây ông còn trộm. Dạ. Tự lấy là trộm hiểu không? Tự lấy là trộm hiểu không? Đúng chưa? Ở đây anh em không ép đúng không? Dạ. Nhưng mà đây mình vô công nhận là mình ăn trộm hay là mượn? Em làm trước em mượn rồi em mới gọi. Không, tôi đang hỏi là sao này cử lấy trộm mình nói thiệt quá. Em lấy trộm nhưng mà em mới gọi người nữ đang mượn đi công nhận. Cái xe người ta rất đẹp nha. Dạ. Quay ngang xe là có. Em mới tin xe này được viết được kỳ xe mới. Cái hàng này nếu mà anh ấy em đem gửi cái hàng này cho này em coi. Có mấy người mà mấy anh em coi đúng xe mà em trả thịt được mấy cơ. Đúng xe chưa? Đúng xe chưa? Số 2 mà 1 là 143 của 7 nè. Xúc benzin rất đẹp. Em bị báo quên phường nào rồi, chú xã nào? Báo quên xã nào? Báo quên xã nào? Báo xã Long Thạnh nè. Giờ điện không thể Long Thạnh đi, con vừa có thà đâu. Có thà nó vừa nó lỡ trộm mà, thấy không? Còn giờ nó lỡ trộm rồi. Ôi giờ bây giờ nói chung là nó lỡ trộm mà cho nó cơ hội thì sao? Bây giờ mấy chiếc rồi. Anh em trộm mấy chiếc rồi. Ông em nói là cái này đầu tiên mà trộm đầu tiên vô rồi. Đi đây. Anh có viết cái tờ đơn rồi trình báo bắt cái em hả em? Chị Huỳnh Hải bắt rồi đi vậy. Thì hồi sáng qua là anh có vô thì trình báo đi lần nữa là có nhờ đội của thạc sĩ Trần Dương là đội có thể bắt đầu bắt kia gì vậy? Vừa bắt được đối tượng xe ở địa phương nào á? Thì bây giờ Bình Yên hãy là hỏi là bên công an mình bây giờ là truy tố là sao bắt người rồi bắt người có xe luôn, xe là người ra đều bắt được hết luôn. Đã xe cần người rồi ở đây mình chỗ nào anh? Phường Bình An. Phường Bình An anh. Phường Bình An đây là của gì hả? Ở đây hộ thành phố Giang. Cô bên đang thành phố Giang. Thành phố Giang. Hai góc cua. Cái dâu. Không phải bây giờ nó lỡ nó báo công an rồi, hỏi con có sao. Bây giờ công an ý sao rồi, bây giờ báo công an rồi. Đưa về dưới giao chức là sao? Nè, lấy cái máy anh chụp một hình để anh đưa cho mấy kia. Con có đánh ăn kìa mấy cái xe rồi. Nè, bây giờ cho ông Trần Thuận này ông lấy xe như thế nào đi. Chụp nè. Bây giờ ông đứng. Ông kể lại cái nào. Ông lấy xe sao, ông lấy xe của người ta. Lấy xe nè, chụp nè, tắt ở đây nè. Bấm vô ô trắng này nha. Nè, em làm cái gì vậy nè. Em mới lên xe. Ông anh, em không có chạy. Đó, em mới lên xe vậy nè. Ông leo lên đi. Em lên xe vậy nè, bắt đầu cái em nói là toilet. Nhỏ mà ngồi cái bên đó là toilet. Anh biết thì anh biết thì vợ mới sanh thôi, con là chấp nhận. Tại sao những tin nhắn đầu tiên á tôi nói chuyện là khi anh em với anh là tại chỗ một con cần anh. Bây giờ nó chưa lớn đấy. Bây giờ con qua anh đi thôi. Như vậy hiểu rồi. Chấp nhận anh lỡ một lần anh khổ. Con người á, nó cao cao vậy. Giới hạn của nó thôi. Bắt xe Long An. Anh con sao nó vậy? Bây giờ nè, bây giờ anh hỏi em họ tên gì? Em Lưng.
em Mạc Văn Ngoan. Đứng đây quay đây, quay cái gì? Quay mặt. Mạc Văn Ngoan. Sinh năm mấy? Sinh năm 83. Quê ở đâu? Quê Hậu Giang. Hiện giờ tạm trú đâu? Em ở làm ở Sài Gòn ở nhà trọ. Bị thử nhà trọ Di An này phải không? Cái đâu? Không có, em ở nhà trọ với Sài Gòn á. Thế mình đi về Di An làm gì đây? Mình đi về Di An làm gì đây? Dạ. Mình đi về Di An làm gì đây? Thì em hẹn đâu rồi mà bé này đang đi chung gái đúng không? Em không. Em có vợ con chưa? Em có vợ con rồi. Nhưng mà anh nói em biết em dựng vụ gái, anh biết mà anh đi nghe không, anh đi thấy anh. Em không bây giờ biết anh số điện thoại Zalo cái này nhắn em kết bạn số lạ em. Em mới hỏi ai vậy? Anh em đi xanh đâu bao nhiêu ngày nữa rồi, bắt mấy ngày đâu rồi. Đó giờ anh đi kiếm nào nè, kiếm khắp nơi, khắp cái ngã đường. Thì đó là nãy em có con trai em nói vậy rồi. Khắp nơi được rồi. Bây giờ mình hứa xin lỗi người ta đi. Rồi em nói. Mình chờ hứa mình trả xe là khắp quần quả rồi. Mai mốt là đừng lo chuyện này. Đây đây hứa. Quay lại đây. Nhưng mà cái bây giờ đó là không có còn là trách nhiệm của anh làm đó, làm mượn con nhắn tin ngoài này. Thì đó em nói khổ. Bây giờ khổ gì? Mày lấy xe ta mày chọc xe. Đấy ấy rồi. Cho lên xe đi xe cho. Lấy xe lên xe. Lấy xe lên xe. Dẫn xe lên vô anh Tư. Có anh Hải không là mấy không đánh rồi. Em xin lỗi. Nói không được tại vì cảm ơn em. Người ta sai thì em là thật. Bây giờ này nè. Ông có cái này em đi. Ông em không quen biết em luôn, còn tự nhiên biết em luôn, không có vụ. Sao biết? Ông nói dốc như sao đâu biết người ta biết ông được. Sao không được em này có xe mấy gì đó. Đây là mấy xe rồi. Em đi làm cơ khí rồi. Đây là mấy xe rồi. Bây giờ ông lấy mấy cái xe người ta rồi. Em làm cơ khí giờ em có rồi. Anh em bây giờ. Anh có thể em nói xin lỗi, nó gọi nói là 10 ngày. Khổ quá. Bây giờ này tôi hỏi ông họ tên gì? Em là Phạm Văn Ngoan. Rồi ông nhiêu tuổi đâu? Em nay 41 rồi. Nguyên quán ở đâu? Em ở tỉnh. Ở đâu? Ở tỉnh đó. Tỉnh nào? Tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang đúng không? Rồi. Bây giờ ông biết ông tội gì không? Không đánh, không đánh. Thì đó em nói, với thằng Lữ rồi, em nói là em chấp nhận em mới mượn. Cái này kia cho sáng đi. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Ở đây là câu lầm thế này. Đây ông đi ra đây, ra cửa quán này. Ông đi ra, ông đậu xe đi. Ông đi ra đây. Ông thấy cái xe lên trên đi. Ông đi đây. Ông đi đây. Em nói rồi, em nói ông em chấp nhận. Ông đây cửa quán. Ông không chạy nha, tôi nói trước. Em này em muốn chạy, em nói chấp nhận em mượn. Ông đi ra. Đi đâu đấy đi. Đi ra đi. Ông đứng đây chỗ này sáng mới chuyện. Bắt ông chạy ở đó được mấy tôi đang rồi ông đi đây. Ông đi. Em chạy em đứng đây nè, đứng đây về tối nè. Về tối đứng đây anh công ơi. Đây. Đây này đây này. Đây. Đứng đây, em chấp nhận, em nói là đứng vào tôi nó sáng luôn. Nó chậm xe, mấy mốt đừng chậm nghe. Dạ em biết anh nãy em xin. Anh khen không cho đánh nghe. Em biết anh lâu rồi nãy anh giải cứu nhiều người em biết. Em biết không nhiều người em biết lâu rồi. Không có đi chậm xe nữa nghe. Em biết. Em giờ em hứa đây không chậm xe, chậm xe rồi. Không em nói là em cái này là em khổ nhất. Nếu công an ở bên đó là nó điều tra nó là xét bên em là em lấy mấy chiếc em lượm. Không có em có sao nói vậy à? Làm có quen với Lữ anh em làm chung nghề đó. Nói là em mượn xe có nhà có nhậu nhẹ. Em chậm mấy chiếc rồi. Ông em có này em mượn chiếc đầu cây vân đúng rồi. Chậm chiếc đầu cây vân đúng rồi. Nói mẹ đi chứ đừng nói sao mày không chậm, mình không chậm người ta. Thì đó em nói là có nhắn tin em điện em nói là Lữ anh khổ quá anh mượn anh lỡ chơi mà bạn. Chậm xe, chậm xe. Em đỡ nghe bạn bè chơi số anh nãy. Em đỡ chơi số. Ở vậy đây chơi số là em không. Không lắm lỡ nghe là bạn bè chơi số em thua quá em mượn mình nói là đi làm em trả em nói với nó rõ ràng. Bây giờ mình chấp nhận trả xe chưa? Nói em giờ em thì em biết giờ em chấp nhận em trả xe em bây giờ em nói em khổ. Ý em trả em biết rồi. Ý hạ hay là công an? Ông bị hạ bây giờ. Ý kêu quay lại sao? Vợ con anh em nói với vợ. Ý kêu quay lại sao? Nó anh nói giờ chấp nhận. Ý ông nói sao? Ông hạ tao không? Bây giờ cái anh đi. Xin lỗi anh nói là. Bây giờ cái hứa quen rồi. Không bây giờ có anh Hải đây em nói nhất. Cái nhất lúc đó xuống. Là anh mở miệng dưới em như thế nào? Anh mời em đi nhậu. Thì đó anh em mình là. Rồi anh nói là anh bao. Rồi. Tại vì chầu đầu em đã trả rồi. Nói anh bao lại đầu sau. Rồi xong xuôi tại sao mà đang nhậu à mà anh đi tiểu rồi tắt xe mi luôn không nói một tiếng nào. Thì đó anh nói là anh mới điện là anh mới. Đâu anh điện cho anh đâu anh đâu cho em nói. Cậu lấy xe đi hả? Cậu lấy xe đi không có trộm được nha. Cậu lấy xe đi. Cậu lấy xe đi. Tin đó nè, đây đây. Anh cầm tin cậu lấy xe đi là trộm hiu nhưng mà xin lỗi ca. Dạ dạ. Mày tự lấy xe đi mà trộm. Ở giờ này mày nói nè, nó đi. Giờ mày nói nè, giờ mày tự lấy xe đi nói đi. Nó ca em anh tự lấy xe, tự trộm xe của anh. Bây giờ em xin lỗi vì em từ tăng hạ. Nói giờ em nói là anh em đâu đâu anh em làm chung cho anh em gì chung anh em đâu anh nói như là giữ nữ gì nè nói cho là anh em mình lỡ rồi chứ là lỡ đi không
ở hát họ gì nhậu nhẹt em á. Nói đồng anh. Ông đứng kế, ông nói chuyện đồng anh. Ông đứng kế. Đúng rồi. Nên nói thằng anh khai báo. Ở lỗi thì xe. Quay mà lại, quay mà lại. Ông quay. Bây giờ anh nói đầu đuôi rõ ràng cho mọi người nghe đây. Tình huống hôm bữa thì sao anh nói thật sự lúc rõ ràng là có mượn hay là lấy xong rồi mượn và chặn tin nhắn. Rồi bây giờ là anh nói gì nè. Anh nói rõ ràng cho người biết đi. Là lúc trước á là anh em có nhậu nhẹt nhưng mà sau này anh nói anh em đã đi cao phê. Nó anh mượn theo của em xong rồi anh đi anh là anh không nói nhưng mà anh chặn anh. Ủa đâu? Đã không nói thôi là mượn. Để nó hết rồi anh mới chạy xe mới nói dữ ơi anh mượn xe đi anh khổ quá anh lỡ chơi anh nói hứa em là đúng 10 ngày anh trả. Anh nói em rõ ràng anh khổ anh đi làm. Ủa tại sao em kêu anh alo lại nói chuyện rõ ràng anh không alo mà anh lại chặn hết tin nhắn thì đó anh nói là xe của em anh không có cầm cố không anh chạy rất là kỹ anh làm đàng hoàng anh đổ mới đổ xăng luôn. Bây giờ nè tự anh cảm nhận trong tin nhắn của em nhắn cho anh đó. Anh đã chặn nhưng mà em vẫn nhắn anh là em có cho anh hai cơ hội không thì đó anh bây giờ anh nói rõ mọi người biết đi thì anh nói là chung em đã cho anh hai cơ hội để hoàn lương rồi chứ hai em không cho đâu đó mà anh nói là ông chủ xe lấy xe đây ông chủ xe lấy xe đây ông hứa với anh là 10 ngày em trả. Không chạy mày chở mày trả gì. Không, bây giờ tôi cho hỏi ông này nhé. Bây giờ mình nói chuyện là lịch sự. Dạ. Anh em đây cản không cản là người ta con rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ này ông thấy ông như vậy là sai đúng. Dạ em biết em sai. Sai chưa? Dạ. Biết. Mình lấy xe của người ta đi bao nhiêu ngày rồi? Em chạy em nói là 10 ngày mà chưa được 10 ngày. Chưa được 10 ngày nhưng mà đây là ông con trộm. Dạ. Tự lấy là trộm hiểu không? Dạ. Tự lấy là trộm hiểu không? Đúng chưa? Ở đây anh em không ép đúng không? Dạ. Nhưng mà đây mình công nhận là mình ăn trộm hay là mượn? Em làm trước em mượn rồi em mới gọi. Không, tôi đang mượn. Sao này cử lấy trộm mình nói thì quậy. Em lấy trộm nhưng mà em mới gọi người nữ đang mượn nhá. Cái xe người ta là rất đẹp nha. Dạ. Quay ngang xe là khó. Em mới cần thế này biết được cái xe mới. Cái hàng này nếu mà anh ấy em đem gửi hàng này cho mày em coi còn mấy hàng. Không. Có mấy người mời mấy anh em coi đúng xe mà em giải thành cho mấy người đúng xe chưa 6211147 nè xúc bê dinh rất đẹp em bị bắt quay phường nào rồi chú xã nào báo xã Long Thạnh giờ điện không hệ Long Thạnh đi con vừa có thà đâu có thà đang dừng nó lỡ trộm mà thấy không bây giờ nói chung là nó lỡ trộm mà cho nó cơ hội thì sao bây giờ trộm mấy chiếc rồi ông em nói là cái này đầu tiên mà trộm đầu tiên vô đuổi đi đây anh có viết cái tờ đơn trình báo bắt em hay sĩ Huỳnh Hải bắt rồi đi vậy thì hồi sáng qua là anh có vô thì trình báo đi lần nữa là có nhờ đội của thạc sĩ Bình Dương là đội Tuấn Hải bắt rồi bắt kia vừa bắt được đó được ở địa phương nào á thì bây giờ Bình Yên hãy là hỏi là bên công an mình bây giờ là truy tố là sao bắt người rồi bắt người có xe luôn xe là người ra đều bắt được hết luôn là xe cần người rồi ở đây mình có nào không anh gì phường Bình An anh phường Bình An đây là của gì hả ở đây hộ thành phố Giang khu bên đang thành phố Giang lại có cua á bây giờ không phải bây giờ nó lỡ nó báo công an rồi hỏi con có sao công an rồi bây giờ báo công an rồi đưa về giữ giải quyết rồi sao giá cải tạo đi làm ăn lại từ đầu anh em mình sau này của riêng anh hứa nha rồi là có trong cái tờ đơn anh có lấy cái thu thời luôn nha chỗ này nói rồi xin lỗi sao đi nói sao giờ sao ý rồi ông sao ông nói là để được nói là đang chờ để cho ông trường thuận lợi lấy xe như thế nào là em lỡ cái này cho em nói là anh em cũng làm ăn đây mấy năm nay mình quen đến nhau lâu chưa nó làm mấy năm nay có kèo còn anh em cũng qua lại hỗ trợ nhưng mà em nói thì lỡ lần này em khổ quá nghe lời bạn bè nó chơi nơi số á rồi chơi số đại phong đó đúng rồi mình có vợ con không bây giờ này mình có vợ con chưa dạ em có vợ con anh vợ con bây giờ vợ đâu rồi vợ con chung người nó thấy em như vậy nó cũng chấm các bạn chấm hình đi nó bỏ không tay kia để lên giờ nó không có qua ấy để xe làm ra tiền làm không ra tiền á nè lấy cái máy anh chụp một mươi hộp hình để anh đưa cho mấy kia rồi tôi có đánh ăn kia mấy cái xe rồi nè bây giờ cho ông Trường Thuận là ông lấy xe như thế nào đi chụp nè bây giờ ông đứng kể lại cái nào ông lấy xe sao mình lấy xe của người ta lấy xe nè chụp nè tắt ở đây nè bấm vô ô trắng này nha anh em nhậu nhẹt rồi em làm cái gì vậy nè em mới lên ông anh em không bao giờ chạy đó em mới lên xe vậy nè ông leo lên đi em lên xe vậy nè bắt đầu cái em nói là em toilet em mới mặc khóc
nói nhỏ mà ngồi cái bên đó là toilet. Ủa đi toilet sao lên xe hỏi đó, anh lấy xe anh chạy xong thì tất nhiên là anh đi, anh không có trình báo tôi ham mượn xe gì, là tôi biết anh lấy cái xe tôi rồi. Sao anh mới gọi anh vậy rồi, rồi nhưng mà tại sao nè, tại sao anh nhắn tin mà không để tôi nhắn tin nói chuyện anh, mà anh lại chặn hết là sao? Tôi có lấy cơ hội không, có hai lần cơ hội anh sửa đổi không? Tôi biết vợ anh mới sanh, anh biết thì anh biết thì vợ mới sanh thôi, con là chấp nhận. Tại vậy? Sao những tin nhắn đầu tiên á tôi nói chuyện là khi anh em với anh là tại chỗ một tôn cộng anh con qua anh chị thôi, như vậy hiểu rồi, chấp nhận anh lỡ một lần anh khổ con người á, nó cao cho em giới hạn của nó thôi, bắt xe Long An nó anh con sao nó vậy. Bây giờ nè, bây giờ anh hỏi em họ tên gì, em nó lưng em Mạnh Văn Ngoan, đứng đây quay đây, quay mặt gì, quay mặt Mạnh Văn Ngoan sinh năm mấy, sinh năm 83, quê đâu, quê Hậu Giang, hiện giờ tập trú đâu? Em ở làm ở Sài Gòn ở nhà trọ. Bị hử về trọ với em này phải không? Cái đâu? Không có, em ở nhà trọ với Sài Gòn á. Thế mình đi về Dĩ An làm gì đây? Mình đi về Dĩ An làm gì đây? Dạ. Mình đi về Dĩ An làm gì đây? Thì em mạng đâu rồi mà bé thì đang đi chung gái đúng không? Em không. Không? Em có vợ con chưa? Em có vợ con rồi. Nhưng mà anh nói em biết em dựng dụ gái, anh biết mà anh đi nghe không, anh đi thấy rồi. Em không bây giờ biết anh số điện thoại Zalo cái này nhắn em kết bạn số ba em. Em mới hỏi ai vậy? Anh em đi xăm trong bao nhiêu ngày nữa rồi bắt mấy ngày đâu rồi. Đó giờ anh em đi kiếm nào nè, kiếm khắp nơi, khắp cái ngã đường tại mình luôn. Em có sai nói vậy à. Khắp nơi bây giờ mình hứa xin lỗi người ta đi. Đó em ơi. Mà mình giờ hứa mình trả xe là khắp quận quả rồi. Mai mốt là đừng lo chuyện này. Đây hứa. Quay lại đây. Nhưng mà cái bây giờ đó là không có còn là trách nhiệm của em. Mắc tại huyện Cần Đức, Long An, xã Đông Thạnh, xã Duyên Thoại kìa. Ừ. Alo. Bây giờ xã Đông Thạnh, Long An bắt được người ta làm người ta ra mà chở người ta. Bắt Long An, bây giờ phải bắt cái đây. Em không có trộm này là một đêm đó, em mới nói giữ là có lấy chiếc kia đấy, là em nói thôi mà em một hai ngày mà đi giữ anh lỡ hứa là 10 ngày nói rõ ràng trong tin nhắn đó là gọi luôn đó. 15 ngày anh mới 15 ngày mà nói trong vòng khoảng 15 ngày với lại đó, trong tin nhắn hoàn có luôn. Nhưng mà lấy trộm khi muốn đụng lấy trộm em nghe lời bạn nó dụ em đi đó, anh bạn nào luôn, bạn nào luôn nó đi Campuchia, em không biết Campuchia nó dụ chưa, thế ông đi Campuchia mấy lần rồi, em mới đi lần đầu với nó cho nên em mới hướng nào mất nhiều, em mất hết trong công anh làm đó là đất bệnh hết. Mất là nhiêu? Mất mấy chục rồi. Mấy chục? Ba mấy giờ tôi đưa cho ông 40 đi nhá, để ông tu tỉnh lại được không? Thôi anh em đặt em nói tôi giúp ông 40 đi, ba mấy giờ tôi giúp 40 để ông tu tỉnh lại được chưa? Em muốn làm ăn tiệm con gái ông nhỏ kia rồi, không có con có vợ con là sao mình gì vẫn đi dụ gái em bé gì dụ gái gì lỡ không có tiền trạng anh con. Tôi đang thấy phát hiện ông đang đi em gái ông cái này là điện em mới chạy lên chứ em đâu biết cho gần chỗ này đâu anh. Ông quá rảnh chứ, ông đi ông đang đi đâu đây, ông đang em đang em đi từ dưới đây là bạn gái này là cái xe này xe ông chở gì mua đồ ăn à? Em mua đồ ăn cho bạn gái nè anh, với mua cho bạn gái mua bánh hoa xanh mà ông mua ăn cho bạn gái luôn đó, với cái này máy này em đi làm ông có mấy bạn gái rồi. Em mà biết bạn này là trước là em ra đường xe cái em chết luôn, mà bạn này nhắn tin tương lại em biết gì hết. Ông tổng nào không đòi có con em thì nó bất ngờ ông nói bây giờ người ta con người ta họ không thảo tính con người ta rồi. Em rồi coi em là nay vợ em có hút môn không? Dạ chúc em hút môn không? Tính nào? Tao riêng còn sao ông hút môn nữa? Đâu em mới tỉnh. Ủa sao nó hút môn không? Hồi xưa là đi làm bển anh em ở bển á. Ở bển á là đi làm chung là ông quen. Cái ông quán cà phê là làm ở đó ở chỗ trọ đó rất là lâu. Ở chỗ thôi. Chơi tao đó anh ở bển á. Anh này gốc là Hậu Giang hả? Thì người những người vợ trước quen biết nhà chẳng á. Rồi là ảnh ông kể là ở đây là đâu rồi? Chưa đó anh. Tại em làm cái cơ khí này đó là em làm cái đó là mấy năm người ta đó người ta em làm cái đó lâu rồi. Bây giờ này ông kia bây giờ ông bây giờ ông có tha cho người ta không? Ông bây giờ thì bây giờ có tha không? Em cho anh em cải tạo cho đo con cái đi, mình cảm ơn nhiều. Bây giờ anh ấy nói xin người ta đi, xin lỗi người ta đi. Bây giờ mình lớn tiếng này nói to lên. Em xin lỗi lớn tiếng này giúp anh với cải tạo thì anh không còn gì. Để anh tu tỉnh lại làm con anh nó còn ngày ấy nữa. Năm nào cũng rồi nhá. Dạ cảm ơn anh. Ừ, cho anh nè, em hứa đồng hoàng chứ em có lấy em lên trong vòng ngày đó làm trả mà chưa được đó, mấy ngày mình đi làm tính ngày mai. Em mà phía trước đây mình có xe. Em học cái gì chưa? Dạ. Em học cái gì? Em Phạm Văn Ngoan anh. Phạm Văn Ngoan. Ông này lấy vợ 6 thì mày
xong để lên tầng 6 thì trước giờ trong cái lô ảnh như vậy mà không sao qua bên ngoài cái giờ lô ra cái giờ lô tài vợ em tạo á đầu tháng 6 hả? Dạ dạ. Tại vì cái anh em trước giờ cũng như vậy đó. Anh em tên gì? Tạm Trung Quan. Chứng minh danh đâu? Cứ cứ cho đó. Em có làm làm chứ. Chính trị. Tạm Trung Quan không? Dạ. Hãy đi số luôn. Tôi định làm ăn có rơi không? Mày có rơi không? Ngoan 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 bây giờ ý anh em có thai nó người đau thì người ta về thai nó người đau thì người ta về thì người ta về người ta xe đi rồi bây giờ xe thì dù gì mấy rồi đúng chưa em cảm ơn nhiều cho em nhà em đi kiếm cơm đây hứa đây hứa người ta hứa con em hứa với anh em là mình là lãnh đạo cái vụ này thôi mình cố gắng quan tâm làm ăn mình chốt vụ này thôi chốt vụ này thôi đó mà không nghe là bạn bè đi chơi nữa đó cái ta làm chốt làm thôi buổi sau chốt lại 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 được chưa buổi sau cố gắng làm anh này quay đâu quay hỏi quay đâu nhé dạ. Kéo thì nó không được. Cảm ơn anh nhiều. Ừ, thế xe này đi có ngon không? Súp benzin mà chạy ngon không? Sướng không? Thôi, nói là em không có giải. Đúng rồi, chạy hết ra thì có ngon. Em dám chạy sợ cơ, không ăn gì đâu. Xe này chạy ngon, mình nhé, có giấy tờ không? Không, xe của nó đâu có giấy tờ anh. Không giấy tờ, sao mình thấy mình đi thì chi vậy? Em nói là em mượn như là mình ăn thời gian, mà phải em bán là bán rồi, em hứa đàng hoàng. Bán thì bây giờ sao ông dụ lấy giấy tờ, lấy cà phẹp luôn, bán rồi. Không, em nói em mượn là bán rồi, em nói là một, mà em nói trên tin nhắn còn phải cả trong. Bây giờ tôi hỏi anh, ông lấy xe, ông đắp xe, ông lấy là coi thấy không? Có nhìn thấy không? Có nhỏ nhân viên anh. Nhỏ đây. Nhỏ nhân viên chung với nhân viên thì người ta có thấy không? Còn nhỏ mà là giữ nữ biết em. Nhưng mà ông có lấy lòng rồi không? Đó em không đúng. Đúng chưa? Đúng rồi. Ông lấy người ta đi luôn. Ông lấy người ta âm thầm đi xe không chạy đi luôn. Dạ dạ. Có lấy cổng trên chúng ta. Có phát biết rồi. Thôi bây giờ xin lỗi người ta đàng hoàng thủ thế đi. Không thủ thế rồi. Mình không ghê. Mình là ăn trộm thì mình nhớ ăn trộm đi. Đây cái xe xuất ra gì mà cái đồ kỷ niệm vật kỷ niệm của người ta mà em nói nè, không lẽ giờ em đưa hai cái tình huống Zalo để cho mọi người coi cho phân xử coi là anh đúng hay là anh sai. Mấy hà đợi cũng chơi có ở đây anh qua không lỗi em là anh hứa là em cho anh mà cơ hội lập lại từ đầu đúng ra là em cảm ơn anh á, tại anh lấy xe em rồi em không có xe đi làm em đó. Khỏe em không có đó rồi vợ anh em mình vợ vợ con em khỏe lắm anh. Em cho anh cơ hội này đi em làm lại từ đầu với anh lỡ chơi bao nhiêu anh bỏ anh nghe lời người ta. Bây giờ đấy tôi hỏi ông hỏi. Ông giơ hai bàn tay đấy, ông giơ hai bàn tay đấy, ông bỏ cái nước giơ hai bàn tay đấy, giơ lên. Giơ lên giơ bỏ căn cước ra, bỏ căn cước. Em bỏ như này. Rồi ông giơ hai bàn tay xem xòe hai bàn tay. Ông giơ hai bàn tay lên cho xem. Giơ hai bàn tay. Giơ cao lên. Đó. Sao này ủa sao này đây ông mấy ngón đấy? Kỳ vậy. Chính ngón cái này máy cá nhanh. Máy nào giơ đây chứ chứ gì đấy? Cầm đồng này à. Máy cắt nó cá đứt. Trời ơi. Mà nó cá vậy nhá. Nó đang đứt. Đây ông tội quá. Nhưng mà ông này mất luôn. Em làm nghề nó cá ngày mai làm mấy năm nay. Món này mà vẫn đi dùng cá thì thua ông luôn. Thế mình trong túi giờ có tiền đâu mà đi dù gái, bao gái thì nuôi gái nhiều tiền lắm. Em mà sáng làm đi ra kia là còn 400 mấy ngàn giờ mua đồ hết rồi, 100 mấy 200 mà giờ. Cái này bạn gái mời đi khách sạn nhà nghỉ thì mình có tiền đâu. Không em, cái đó em thiếu rồi, em. Làm ra nhà nghỉ chỉ thiếu à? Có tiền còn 100 mấy anh ơi. Có mấy vào khách sạn sao vào? Thôi đừng bột lại. Không em đi vợ con em lên làm để em mua quen. Hôm nay rồi, còn không thấy ông đi biết gái sao? Nhưng mà bỏ rồi. Mấy giờ không còn rồi. Bỏ chưa? Cái bà có biết là mình bẻ thua ra bẻ không? Không anh. Em giống hả? Rồi được rồi, để tôi đưa ra anh em xem sao anh em xin cho anh nghỉ xin cho anh nhé. Ông tội quá. Rồi kính thưa cô chú chị ở đây. Giúp anh em, giúp anh em. Thua cái này bày tôi hát nhé. Dạ dạ, tôi làm ăn hết rồi. Anh nè, con cái gia đình mình phải ăn. Giờ mấy xe nặng nha anh Tư. Rồi thấy rồi, yên tâm. Tôi dọn mấy xe nặng. Anh em trông hết rồi. Rồi mời Phương. Đúng rồi, mời Phương. Thôi bây giờ sao mà mình có tha người ta không tha thì ấy thì anh em còn biết đường mà hướng rồi anh em còn về cùng một việc khác. Nếu mà anh
chúng mình ra lên cơ hội để đạo đi làm nói rồi người ta chưa dạ người ta chưa đó nói rồi có ở đây em cho anh cơ hội làm lại cho con. Bây giờ em nói giữa anh với mọi người luôn. Trong tin nhắn á, là em đã cho anh hai cơ hội rồi. Mà anh đâu có anh phớt lờ. Và anh ra anh đã xóa kết bạn với tôi luôn nữa. Thì anh đâu còn tình nghĩa gì nữa đâu. Là anh bây giờ trách nhiệm bây giờ không còn trách nhiệm của em nữa. Trách nhiệm của em của bây giờ là bà đã đưa đơn lên xã rồi. Đó bây giờ xã chuẩn bị xã lên xe lên tới đây luôn. Thì bây giờ là em giúp anh em nói là thôi ủa em có xe em lấy rồi em tha cho anh đi làm ăn cho con. Ủa rồi anh xuống anh báo tôi bao nhiêu tiền. Cái hai mười mấy ngày nay á là anh làm đảo lộn cuộc sống của tôi không đi làm được đó. Giờ con tôi sao giờ vợ con tôi nghĩ là chưa chơi với bạn vậy anh nghĩ sao thì đâu có đơn giản là cái tài chính không đâu. Em làm cho anh cũng dẫn em nhậu anh có sao anh chơi vậy. Bây giờ như em lo anh chỗ này em nếu mà em tha cho anh đi làm em ngủ em nhậu hay là anh em khỏi là anh trả lời khỏi nhậu thế này quê không. Dạ. Anh em nói khỏi phải mình em chơi rồi nhậu dạ. Ăn chung với nhau mình nói nào mình làm em nói em nói luôn em sợ lắm mà khổ rồi đúng chưa nghe mời thế quen thì đó giờ anh xin lỗi em nghe bây giờ đơn giản nè nói vui thôi đúng không nè thanh niên này nọ đi ăn nhậu là tao không mập cái hai đơn giản giờ tôi vô cái quán không phải quán quen đi thì anh lấy xe tôi tài sản tôi không có thế chấp thì giờ tôi có điện gia đình hỏi lại trả tiền đi làm gia đình chuyển rồi theo thế nào nữa đó bây giờ anh nó đâu có đơn giản là một cái người chồng nhậu có tiền trả đi đi về đâu thì sau này em đi làm em đâu bây giờ con với anh lỡ dướng người cầm gì nghe lời bạn rồi đang chúc anh đi ai cũng gia đình em cũng gia đình em biết vợ anh mới sanh năm rồi đó em anh biết tin nhắn không như nào em đã nhắn rồi cho anh cơ hội anh quay về trả xe cho em đi em xem như bình thường không gì xảy ra hết mà anh lại ngoan cố hai lần chặn tin nhắn không thèm trả lời xong số bạn Zalo luôn thì anh không còn nghĩ tôi là cái gì nữa đâu mà giờ anh xin 15 ngàn về lại có nhắn tin cho em anh nói em rồi em luôn ủa tại sao anh nói với tôi lần đầu tiên làm được chuyện sáu anh nói là ngày mai anh về anh trả làm cho anh là nó hò nó không có cho ấy rồi không nhảy giờ cái lần nữa anh nhắn với tôi là sao thứ hai đó chiều thứ hai rồi chiều thứ hai trong cái tin nhắn chiều thứ hai là có tin nhắn gì tôi đưa cho mọi người có tin nhắn rồi có tin nhắn anh biết tin nhắn cho mọi người rồi anh gọi cho em là anh nhắn tin cho em là trong vòng 15 ngày anh quay về trả là anh làm mình khổ cái tin nhắn thứ hai là đã mất lòng tin với tôi đó giờ anh có cái đường gì á anh phải chịu lương trước rồi nói của anh bây giờ anh nói tôi 15 ngày rồi xong anh nói tôi là làm một thời gian anh rồi đó 15 ngày mà mình đã chưa tới 15 ngày rồi thì nói trong vòng 15 ngày là sao cũng được nếu nói trong vòng 15 ngày đây tôi cho anh coi đặng anh khỏi nói thêm nữa bớt vậy tin nhắn vẫn còn á tôi đâu có số vẫn còn anh nói là trong vòng 15 ngày anh số các bạn với tôi thôi chứ tin nhắn anh tôi vẫn còn mà đây thứ hai anh cái này thứ hai anh chấp nhận này nhưng mà trong vòng 15 ngày còn không có sao cũng được là em đã cho anh hai cơ hội rồi thì đó. Rồi xong rồi đây anh mới gọi cho em đây anh mới gọi cho em đây nha alo anh làm 15 ngày anh gửi lại cho thì đó xong á là anh đã nhắn luôn bây giờ anh nhắn thêm tin nhắn nữa thì đó trong vòng đúng 15 ngày là chạy xuống bây giờ đây nhắn anh gửi lại không tại sao nhắn 15 ngày rồi anh định đã nhắn khổ quá cho anh mượn làm thời gian về trả thời gian anh là bao lâu thời gian dây thun hả à nói trong vòng 15 ngày cái đó thời gian này trong anh nói ba bốn lần rồi tôi đã cho anh hỏi rồi hết chung là em muốn ghép anh sao không được không bây giờ anh... em đâu có ghép đâu bằng chứng có mà ghép cái gì anh... chừng nào mà không có bằng chứng thôi chủ nó hết á dạ chở xe lại cầm xe không có cầm bậy thôi dạ. Rồi nói chung bây giờ em không còn quyền gì nữa tại vì cái đơn đã đưa hôm bữa rồi bây giờ ship ở dưới là bà đưa xe lên chở chở gì làm việc bởi vì quyền bây giờ em không có quyền để công an làm việc đúng không dạ đúng rồi em hết trách nhiệm rồi em không có quyền nữa tại đơn đã đưa rồi à, giờ em nói anh tiến giờ nói lỡ em có xe rồi em tha cho anh lần đi giờ chứ giờ em tha cho anh lần chứ anh làm đâu cái đầu đưa người ta vô trại thêm tội giờ anh sắp tết rồi con cái anh chưa lấy nữa chung á với bạn bè
Người đó cũng làm mãi là giờ con nhỏ nữa giờ giúp nhận thêm. Trộm mà, trộm bự gì? Trộm lấy trộm. Để em nói. Trộm lấy trộm mà. Dạ biết. Chứ mà dạ anh cứ bảo anh đó cho họ đi Tết đi anh làm kiếm tiền. Quay trộm luôn chứ không sao vậy? Không có mượn hết. Trộm luôn mượn. Trong mấy bảy người tuổi túi đường nè. Mà thêm con anh giờ nó nhỏ nè. Dạ anh giúp anh cho lần này đi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em vụ gì, em nhờ vụ gì? Rồi sáng mai đến bù điện dư điện danh, sáng mai 8:30 đến bù điện dư điện anh. Sáng mai 8:30 đến bù điện dư điện phương. Sáng mai 8:30 đến bù điện dư điện phương. Sáng mai đến bù điện 8:30 đến bù điện dư điện. Đây quay chụp lên đây, quay chụp cho nó tự đấy. Chụp cho nó hoành tráng. Đây ra đây chụp cả má. Đúng không chụp cả má. Mấy anh chị ơi. Bây giờ đây là một bài học cho ông thôi. Dạ. Mà cũng là một cái có một chuyện cảnh giác. Dạ. Bây giờ anh em quay phim này đăng ông lên để cảnh giác người khác được không? Dạ. Anh đồng ý không? Đồng ý. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Nhưng mà em sợ mất mối của em. Nhưng mà tôi đang hỏi ông có đồng ý không? Bây giờ mất ông thích mất mối ông thích đi trai. Dạ. Nếu vậy thì em chấp nhận em ở đây luôn. Đấy. Thế tôi xin cho ông. Bây giờ xem tha người ta đi. Nghiệp quá. Ông kia đâu rồi? Ông nào kia đâu rồi? Mới là nghỉ đi cái tình nghĩa anh em đi. Tình nghĩa anh em mà chiến thắng anh. Chiến quả đồng 10 đi. Lúc còn gấp mồi tốt kia cho nhau. Dạ. Tình nghĩa anh em. Không phải là giờ em cứ định. Giờ anh kiếm được xe rồi và kiếm chủ mượn rồi. Thế là ông bạn mượn. Anh trộm chứ mượn gì? Nói gì vậy? Nói chui hết rồi. Thôi thôi thôi. Ông nói hết rồi. Anh trộm, đây là anh trộm rồi. Đó, thứ hai bây giờ em hỏi nè, trong câu chuyện này anh biết đầu đuôi như thế nào chưa mà anh nói mượn không vậy? Anh trộm. Dạ, anh đã biết em có cho anh cơ hội mấy lần cơ hội chưa? Đó, anh thấy sự tình đi rồi anh có ý kiến cho mọi người lắng nghe. Đó là anh vừa nói là hai ngày thời gian anh làm có tiền nên anh không xây sở được. Anh hứa em 15 ngày anh có nói đồng vàng anh chấp nhận. Anh chắc là cái đầu tiên là anh nói là anh sai với em chấp nhận. Còn giờ nếu em bây giờ nè, anh mà trả lời từ đầu là lần đầu tiên anh hứa với em như thế nào? Thì đó anh chắc biết nhận anh sai anh chấp nhận. Anh trả lời cho mọi người thật lòng đi. Sao? Lần đầu tiên anh hứa khi nào trả? Rồi. Anh nói là trong vòng chiều thứ hai. Rồi. Trong chiều thứ hai mà trong khi đó anh nhắn lên thêm một cái tin nhắn nữa là như thế nào? Rồi anh nói là trong vòng là ba giờ anh mua thì lâu rồi. Rồi. Nè, nhắc cho anh nghe luôn tin nhắn còn. Trong ngày thứ hai, trong anh không trả xe. Em muốn làm gì anh cũng được, đúng không? Dạ, rồi. Rồi. Dạ. Đúng rồi, chung. Dạ, nói ai nói. Thì đúng rồi. Thì đã em đã cho họ xong rồi, xong tới ngày thứ ba em mới đi qua bển. Tốt tốt vào. Đó là em mà. Đó. Rồi một lần nữa là anh hứa em là trong thời gian lâu lâu để gọi 15 ngày. Cảm ơn. 15 ngày. Cảm ơn. Đúng không? Tại sao anh không gọi điện anh nhắn tin xong anh nhắn tin? Là cho chụp hình đấy. Giờ mới thấy đó. Em mà. Tại sao quá 15 ngày xong xô anh chặn rồi à? Anh nhắn thêm một cái tin nhắn. Anh khó quá cho anh mượn không mua. Thời gian anh là bao lâu? Có mua hiền. Ai không mua? Lấy hình lấy hình lấy hình lấy hình chụp chụp ảnh đi. Em anh hứa em là anh phù hộ cho em là làm ăn được. Nhưng mà sao để em làm ăn nhất vậy? Mình tự cảm tôi và em tôi em tôi về điều hòa. Rồi mua rồi mua được mà anh làm được. Anh cũng lớn tuổi hơn tôi mà. Anh em mình giờ nói gì đâu em còn
chưa có nước, 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 anh sợ là mẹ em chứ con anh còn nhỏ đâu, chứ được cái anh từ đơn giản. Ông này đứng đây, ông nói lớn tiếng lên, ông họ tên là gì, ông lấy cái xe người ta tình huống nào, nói chuyện ngắn gọn đây anh em nghe xem là hợp lý không. Đó bây giờ từ từ rồi ông nói chuyện đi. Em là họ tên là Phạm Văn Ngoan, sinh năm 83, là trong trường hợp là anh em có nhậu nhẹt là mình lấy xe của Dữ đi, lấy xe của bản thân đúng không, rồi bằng tăng rồi sau em mới gọi lại nói là em mượn cho đi làm thời gian đó, coi như ngắn gọn rồi. Thế còn là anh cho em nắm ở đâu, mình nguyên quán ở đâu, em ở tỉnh Hậu Giang. Rồi mình lấy xe này mấy ngày rồi, xe này là xe gì, hiệu nhãn hiệu gì đây? Em xe Gym. Gym là Super Gym đúng không? Xe này là ngày xưa người ta mua ba mấy triệu này. Cái này cũng nổi phải không? Ba mấy triệu này. Rồi bây giờ ý mình là bây giờ mình có tha không? Anh em tóm giờ là nói chung á là em đính chính lại. Anh nói anh điện là không phải điện. Nhắn tin và chặn chứ không có điện nha. Nhắn tin là nói mượn 15 ngày. Nhắn tin nhắn. Xong nhắn tin lại một lần nữa cho anh một năm thời gian bằng điện anh ra đường là xe cán anh chết thôi. Thôi nè bây giờ nè em là bị hại. Nó trộm xe cái sao gửi cho mọi người nghe coi. Sao? Là anh có sao nó vậy anh. Nó nói điện nè. Nói chung á là ảnh nói là có chủ nói vậy bây giờ xe biết là sao anh lấy xe mình chạy gửi cho từ đầu đuôi đi anh kể đầu đuôi nè. Rồi kể đi là ảnh nói đi xuống dưới em ảnh khảo sát gần em rồi hai anh em nó mới chia ảnh mới chạy xuống em á nói rồi sẵn lo với em nhậu chơi rồi đi tăng đầu tiên là em trả tiền rồi đó anh nói thôi để anh mời lại một chầu sau gì có rồi xong xuôi á thì á là vô cho tăng chầu sau á là nhậu đi tăng hai á là mới uống được hai ba lon chứng vậy anh đi thì mình nghĩ đi vệ sinh thôi mà tại sao luôn mà thấy 10 phút không có vào thì ở dưới quầy ta lên ta nói là xe anh bạn anh lấy đi rồi thì mới chạy xuống chỗ đậu xe thì mất xe rồi đó check cam lại thấy hết đây đó. Là xe đây đúng không đúng rồi anh check cam lại thấy hết ừ lấy đi rồi giờ chứ nhắc tên anh là sao điện thoại anh không có máy hay đâu đúng rồi anh chặn hết luôn chặn hết tên điện thoại điện thoại không em chặn nhưng mà em mở lên em anh em nhắn tin chặn chi trộm xe mà chặn máy đúng rồi thì đó đã em nói đi làm ăn xa em đi đồng nai em làm thôi rồi xin người ta đi thôi rồi quay ra xin người ta đi xin lỗi ta này đi ta điện người ta đi xin lỗi em hôm nay cũng còn vợ còn con nữa lo cho là kiếm con đi anh lỡ gì rồi thôi cho anh cơ hội thôi mà anh đã quen rồi tại vì vấn đề bây giờ là em không còn quyền nữa tại vì em cho anh cơ hội rồi mà anh nói thứ hai á không trả xe em thì em muốn làm gì anh thì em làm thì em đã trình báo công an rửa đường rồi bây giờ biết rồi bây giờ cũng anh đi làm ít ngày quá không đủ tiền về xoay sở cho nên anh nói trong vòng 15 ngày anh thôi thân anh thông thả rồi anh quay về anh trả cho em rồi tại sao anh chặn tin nhắn xong giờ anh lại mở lên anh nhắn thêm cái tin nhắn cho anh khổ quá cho anh là thời gian về anh trả ủa thời gian là bao lâu trong là 15 ngày nếu nói anh trong vòng 15 ngày nếu mà anh không trả thì em tính trả lúc đầu nhắn 15 ngày mà lúc sau lại nhắn thêm thẩm không thời gian mà tại sao anh thòng thêm một phần một câu nữa là anh khổ quá cho anh là thời gian gì cả anh chỉ sợ bà già anh thôi rồi đi công an phường An Bình lại đi công an phường An Bình bác sĩ đi chị chồng anh nè dạ không được đi công an phường An Bình là không dạ dạ Anh biết lo công tác xe anh lo cho anh 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 an
cái cô hồi cũng chấp nhận làm bò không bữa đó rồi, bò không bữa đó rồi. Người yêu nãy đâu? Bò đó rồi, bò ngon vậy là năm nay em bốn mấy tuổi em còn bốn mấy rồi anh mười mấy. Em nói là tôi lại không xe này mất á, không bốn mấy rồi anh 16, 17. Nè thôi trốn cơ hội đi, còn tôi còn trốn đúng rồi, trốn cơ hội đi, ông sai, ông biết sai rồi. Bây giờ anh giờ ông biết sai rồi, ông biết sai rồi, ông xin lỗi rồi, hối hận chưa? Nói chung là em giờ không có định được. Nè bây giờ anh hối hận thật sự chưa? Cho nên là anh nghe là bạn lỡ qua bên cơm kia anh mấy chuyện anh chấp nhận rồi. Là lỡ ra là cái gì đi ra trộm luôn ngu quá. Em bút lượng trộm nghe, hứa đi. Vợ con hứa bút lượng trộm xe nè, hứa đi. Em hứa là em không có dính líu gì pháp luật nữa. Ờ không. Hứa gì á? Hứa không dính líu pháp luật nữa. Hứa được đi vòng qua. Bây giờ mình trộm xe nó trộm xe, không có trộm xe bất cứ đâu hết. Hứa được cái đầu ra đó. Em vô hộ chấp nhận. Bây giờ thôi thấy ông này ông cùng anh Lan nói hết rồi đó. Bây giờ này nói chung là bây giờ đoạn sĩ hay là hết trách nhiệm rồi. Anh là đi hậu quả chưa, hậu quả của anh, hậu quả của tôi chưa? Nói chung là mắc xe ở Quỷ Cà Gột Long An, áo dài Phim Hải ở Bình Dương, thì bắt hiện giờ bắt ở con tôi, bắt ở phường Bình An, thành phố Giang, cách 700 cây số, hiểu? Bắt từ Quỷ Cà Gột Long An là xa lắm. Rồi bây giờ em xin lỗi nha, bây giờ không nhờ anh này anh Hải, thì làm gì biết mẹ anh trời đó. Đúng không? Đúng rồi, em biết anh Hải lâu rồi, anh biết người ta lâu rồi. Nhưng mà anh đi làm việc gì? Vẫn vẫn cái lòng tham quá lên. Đó em nói là đó. Nghe này bạn cũng khổ rồi. Tôi nói với anh á, anh Hải nãy gặp tôi cũng động mặt anh hả? Một cái nè. Tôi về công an rồi đừng có ngồi nói chuyện. Dân người ta làm ăn cực khổ anh chân tay đâu. Anh lười lao động. Cấp. Nói cái điểm vậy á, ai cũng có thanh niên, ai cũng chơi bài cờ bạc mắc nợ thì tự anh đứng lên chịu chứ đừng có báo anh em lại. Anh chơi anh chịu. Thấy báo em anh làm được, xe, anh chơi được. Xe làm nè, không có xe đi giúp hai đứa nhỏ nè, giờ anh nghĩ sao cuộc sống làm sao? Rồi chi phí em đi lên tìm anh nè. Đó. Rồi đi chia rồi đi tới luôn báo trình báo công an cái được mà lỡ xe nó tai nạn đó là liên liên chủ xe. Chứ anh không liên lụy sao? Bây giờ xe này mua em lấy đi chậm, anh đi chậm cấp cho chủ xe chịu. Đúng rồi. Rồi nên cũng tại đẹp. Em mất bao nhiêu chiếc không nhờ anh Hải rồi ai lấy xe lại cho người ta. Em mất 3-4 chiếc rồi. Cơ hội em đã cho anh ra làm rồi mà anh không cho. Xong tin nhắn em nói rồi anh quay về đây trả xe cho em xem như không có gì ra bình thường. Bắt em rồi coi anh Lan hối hả? Có khăn cái gì á nói cho anh em chứ. Bắt đúng rồi xin lỗi. Ông ngồi xe anh rất là ông ngồi xe làm ra ngồi xe làm. Bất cứ phường. Đây 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 em đi em đi. Em đi. Rồi. Tôi đưa nào. Việt Nam kính chào quý khách. Rồi chào tôi đây. Rồi, cứ tiền đứng về góc này, cứ tiền mà nhưng mà gỡ được bán gỡ lên nãy rồi phải có bán xem còn ai nữa không? Chân là sao đấy? Làm té vậy đó. Đi sao? Đi hỏi đâu có làm cái tiền giáo té rồi nó bị chơi. Đi hỏi đâu có thông quán đâu. Anh công gỡ nhớ quán liền cho sếp kìa. Gỡ liền cho sếp đi. Thì làm cái trò đó. Bỏ đi hôm nay mất tiền không ta? Mất tiền không anh công? Hả? Bỏ đi xe đâu? Hả? Mấy chục không? Tiền chưa? Dạ rồi. Con này bèo bèo 35 phải không? Phải nè.
xin nhìn thấy mình đập ra rồi. Cái này kèo giờ 35 cái này là xe kỷ niệm mà. Đây đi đâu cơ đó? Đi đâu nó? Bắp anh đồng bắp, anh đồng bắp. Xe này mà bèo nhất là mấy chục. 35 40. Đó là 40 à. Vừa rồi, vừa rồi. Cái đó tính sao đi, tập trung vấn đề chính đi. Sao nữa rồi, sao nữa anh, tiếp tục đi. Hả? Tiếp tục đi đi. Tiếp tục, đủ rồi. Để sao, sao rồi, hay sao, đưa ông ăn. Rồi mình ngồi xe đi. Ngồi xe anh em nhớ chuyện nhá, để chuyện ngồi xe. Ngồi xe. Cho gắn bó kỷ niệm tí nữa hả? Chia tay hả? Vậy rồi mình hiện nay có vợ mấy con rồi? Em có vợ hai con. Hai con rồi. Anh Nguyên quán gốc ở đâu? Alo, gốc ở đâu? Tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang à? Mình đang làm nghề gì? Em làm cơ khí. Cơ khí thu nhập tháng ổn định không? Thôi ổn định anh. Có đá gà, đá vịt gì không? Không, em có đá gà. Đá vịt đâu không? Không có, nghe là bạn qua bên Campuchia chơi. Nghe là bạn qua Campuchia. Thôi giờ để về. Mình mất nhiều rồi, Bây giờ này mình thấy cái xe này đi có ngon không? Honda đi xuống không? Chạy nốt đâu, nhà nó có mệt đâu, kéo lên ngay không, xe này ngon rồi, nhưng mà hôm nay mình nhờ đứng cô gái này. Trời ơi, mấy anh kia đứng dọc đường, xe người ta đi kìa, đứng lấn chiếm đường nha mày. Đứng còn mà xe còn đi. Thôi nhưng mà thôi, tôi bị ngon nhé. Thế ơi, hôn được cái này không có bà đâu. Mình lấy xe người ta nhé, cái xe này giá 4-5 cây vàng nhé, được chưa? Hôn nhập người ta nhé. Rồi. Hứa không? Để mới là làm ăn từ lại từ đầu. Hứa là làm ăn từ đầu nhé. Dạ, anh em tốt của nhau nhé. Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi từ nay đừng có tái phạm nhé. Rồi, anh em sẽ tha thứ nha. Rồi, cảm ơn anh chị. Rồi, chào quý vị. Cướp đây này. Rồi.